Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6, bờ sông Đà đoạn qua xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hàng trăm mét đê bối và uy hiếp tính mạng tài sản của nhiều hộ dân sinh sống ven bờ. Tình trạng sạt lở này đã xảy ra từ lâu, nhưng gần đây diễn biến với tốc độ nhanh, khiến hàng chục hecta đất bãi, hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất nằm ở phía bờ sông thuộc khu 13 và 14, xã Dân Quyền. Cụ thể, đoạn km 32+800 đến km 33+400 thuộc khu 13 và 14 xuất hiện đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 600m. Vị trí sạt lở cách chân đê bối Hồng Đà khoảng 50m, cách nhà dân khoảng 100m và nằm sát phần móng trụ đầu cầu Trung Hà đang trong giai đoạn thi công sửa chữa. Trưởng khu 13 xã Dân Quyền cho biết, bờ sông bị sạt lở cuốn trôi nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân. Phần sạt lở đã ăn sâu vào phía đất liền 70-80m, chỉ còn cách đê bối chừng 50m. Cũng theo vị này, vào đầu tháng 6, cả vùng đất bãi bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt to, kéo dài, rồi từ từ sạt mạnh, kéo theo hàng nghìn cây chuối xuống sông. Có hộ dân chịu thiệt hại, ước tính cả 100 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền thông tin, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã đã thông báo trên hệ thống truyền thanh về điểm sạt lở, đồng thời cho cắm biển báo, căng dây khu vực nguy hiểm, không cho người dân đến gần khu vực sạt lở. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện để đề xuất với các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp khắc phục. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đoạn tương ứng từ km 31+650 đến km 31+950 đê tả sông Đà thuộc khu 12 và 13 xã Dân Quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan lên phương án xử lý. Quy mô xây dựng của dự án là kè hộ chân bằng đá hộc dài khoảng 300m. Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Nga thuộc địa giới hành chính xã Dân Quyền tạm dừng hoạt động khai thác cát để theo dõi, đánh giá chính xác ảnh hưởng của việc khai thác đến lòng, bờ, bãi sông. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ những điểm có nguy cơ sạt lở và đang diễn ra tình trạng sạt lở, từ đó đánh giá, thẩm định mức độ và nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Ngày 28 tháng 6, mưa lớn và gió mạnh đã làm sập mái của sân bay chính ở New Delhi, Ấn Độ, khiến một người thiệt mạng và gây gián đoạn các chuyến bay từ một nhà ga nội địa. Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ cho biết, một phần mái che tại khu vực khởi hành của nhà ga 1 đã bị sập và các hoạt động bay phải dừng lại cho đến 2 giờ chiều. Toàn bộ nhà ga đã được sơ tán và một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ sập. Giám đốc Sở Cứu hỏa Delhi DFS thông tin, công tác cứu hộ đã hoàn tất và 8 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 10 chuyến bay đã bị hủy và 40 chuyến bị hoãn, trong khi các chuyến khởi hành từ sân bay Delhi bị trễ trung bình 50 phút. Các chuyến bay đến và đi theo lịch trình từ nhà ga 1 sau 2 giờ chiều đã được chuyển hướng qua 2 nhà ga còn lại. Đồng thời, hành khách sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền hoặc có thể đặt chuyến bay và tuyến bay khác. Theo cơ quan thời tiết Ấn Độ, khu vực sân bay đã hứng chịu lượng mưa khoảng 148,5mm trong 3 giờ vào sáng sớm 28 tháng 6, nhiều hơn lượng mưa trung bình trong cả tháng 6. Đến 8 giờ 30 phút, lượng mưa đo được ở thành phố 20 triệu dân lên tới 228,1mm trong 24 giờ, cao hơn 266% so với bình thường. Hình ảnh từ các kênh truyền hình Ấn Độ cho thấy một chiếc taxi bị đè bẹp dưới một cột kim loại đổ sập tại khu vực lối vào của nhà ga, nơi chủ yếu được các hãng hàng không giá rẻ Indigo sử dụng. Một nhân viên tại sân bay cho biết khoảng 10 đến 12 chiếc ô tô bị hư hỏng và vẫn đang tiếp tục kéo các xe này ra khỏi đống đổ nát. Nhiều khu vực khác của Delhi cũng bị ngập và ô tô bị mắc kẹt trong nước sâu đến đùi. Dịch vụ tàu điện ngầm bị ảnh hưởng, giao thông tắc nghẽn ở một số khu vực trong thành phố, trong khi một số người dân cũng phàn nàn về việc cắt điện. Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ là một trong những thị trường hàng không lớn phát triển nhanh nhất thế giới và du lịch hàng không nội địa đạt kỷ lục 152 triệu hành khách vào năm 2023. Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 13,8 triệu hành khách vào tháng trước. Các chính trị gia và chuyên gia cho biết, nước này đã xây dựng các cảng và đường cao tốc với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các sự cố tại sân bay Delhi và tại Jabalpur đã làm dấy lên câu hỏi về chất lượng.
Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai 30 tháng 6. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Hòa Bình nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, Trung Du và Đồng Bằng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ, vùng núi từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi dưới 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, trong đó phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, trong đó chiều và tối mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.